Movistar Prime 558 là mẫu máy đầu tiên của Movistar sử dụng thiết kế hoàn toàn bằng kim loại, cho thấy một cái sự đột phá hoàn toàn mới lạ so với sản phẩm Prime 508 trước đây mà hãng đã từng làm với hai mặt kính và khung viền bằng chất liệu nhựa. Sản phẩm Prime 558 gồm hai phiên bản màu chính là màu vàng và màu trắng. Ở mặt lưng phía dưới mọi người sẽ tìm thấy một cái miếng được làm bằng kính và có in tên máy là Prime 558. Chính giữa sẽ là logo của nhà sản xuất Movistar được in chìm ở trên nền kim loại. Trên cùng chúng ta sẽ có camera 13 chấm đèn LED kép trợ sáng. Mặt lưng của Movistar Prime 558 thì được làm bo cong ôm sát bàn tay. Ở mặt trước của sản phẩm này thì mọi người sẽ tìm thấy một màn hình kích thước lớn 5,5 inch độ phân giải Full HD. Và phía trên thì sẽ có một số chi tiết như là cảm biến này, camera trước 5.0 megapixel, sử dụng công nghệ cảm biến ảnh OmniVision với góc chụp lên đến 88 độ. Và bên cạnh những cái cảm biến này sẽ có một cái đèn thông báo trạng thái nhỏ, thông báo những cái trạng thái về pin cũng như là những cái cuộc gọi nhỡ, tin nhắn vân vân. Và phía dưới thì hoàn toàn nếu như mà để không sẽ không nhìn thấy bất cứ một cái phím nào. Chỉ khi người dùng chạm vào thì hệ thống đèn điều hướng mới hiện lên. Chúng ta sẽ sử dụng hoàn toàn thao tác cảm ứng với những cái phím như là phím menu, phím home và phím back. Movistar Prime 558 cũng là một sản phẩm chạy 2 SIM giống như những thiết bị khác đến từ Movistar. Tuy nhiên thì trên sản phẩm này mọi người sẽ chỉ tìm thấy một cái khay SIM duy nhất ở bên cạnh trái phía trên. Và đồng thời cái khay SIM này nó sẽ tích hợp cả hai SIM vào trong một với sử dụng cái chuẩn micro SIM. Điểm khác biệt ở trong cái thiết kế nhôm của Prime 558 chính là ở những cái vị trí tách sóng được đặt ở trên đỉnh máy, không làm hoàn toàn là những cái đường vạch thẳng theo dọc thân máy, mà Movistar Prime 558 nó làm theo cách điệu một chút. Những cái đường này sẽ được kéo từ bên cạnh trên của đỉnh máy xuống đến một phần của hai cạnh trái và phải, nhìn nó có một cái sự khác biệt so với những thiết bị khác. Ngoài ra thì Prime 558 sử dụng màn hình với kính cường lực Gorilla Glass 2 có hỗ trợ cảm ứng băng găng tay, hiển thị màu sắc tốt, trung thực và khá mịn. Bên cạnh đó thì độ sáng của máy khá cao nên việc sử dụng dưới trời nắng khá thuận tiện, nhưng lại bất tiện khi mà mọi người dùng trong trời tối. Dù đã giảm tới mức tối thiểu nhưng vẫn cảm giác hơi bị chói một chút. Ngoài ra thì hệ thống giao diện mới cũng được Movistar làm lại với những biểu tượng mượt mà và mịn màng hơn. Trung tâm thông báo trạng thái cũng được tùy biến lại khá nhiều, với hai tab chính là tab thông báo liệt kê những thông báo trạng thái ở đây, và tab thứ hai là công cụ mọi người có thể truy cập nhanh những cái nút tắt bật wifi, kết nối, cài đặt vân vân. Ở trên phía trên cùng sẽ là một cái sự khác biệt hoàn toàn. Nếu như mà ở trên hệ điều hành iOS, mọi người sẽ thấy hệ thống 4 cái phím truy cập vào những phần mềm nhanh ở phía dưới, thì Movistar lại đưa những cái phím này lên trên cùng. Chúng ta sẽ có phím kích hoạt nhanh máy tính, máy ảnh, trình ghi âm và cuối cùng là đồng hồ bấm giờ. Về tính năng phần mềm thì Movistar chỉ mới bước chân vào thế giới phablet nên chưa thể có nhiều ứng dụng tối ưu như là Samsung hay một số những hãng khác. Tuy nhiên thì vẫn có một vài những điểm sáng như là máy đang chạy hệ điều hành khá mới Android 4.4 KitKat, có trang bị một số những thao tác để người dùng thuận tiện hơn trên một thiết bị kích thước lớn, như bàn phím của gọi cho phép thao tác bằng một tay di chuyển qua trái và phải, chúng ta đã rất quen thuộc trên những thiết bị đến từ Samsung. Ở trong phần cài đặt thì có thể tìm thấy một loạt những cái chế độ thao tác chuyển động thông minh, như chúng ta có thể úp điện thoại để tắt chuông, hay là chuyển đổi cuộc gọi thông minh. Ngay khi chúng ta đưa điện thoại lên gần tai thì nó sẽ tự động kích hoạt chế độ loa trong thay vì loa ngoài. Hoặc là một chế độ nữa mình cũng rất thích, đó chính là chế độ mở khóa nhanh. Ở màn hình khóa chúng ta đang theo dõi những thông báo trạng thái, chúng ta chỉ cần lướt nhẹ tay qua cái màn hình là lập tức đã có thể mở khóa máy và thao tác sử dụng. Và trên sản phẩm này thì cũng không thể không nhắc đến một phần mềm khá là đặc trưng của Movistar, liên kết với cả Opera, có tên gọi là Opera Max. Với phần mềm Opera Max không chỉ đơn thuần là một cái trình duyệt như là Opera Mini, nó có thể tối ưu mọi những cái dữ liệu được thực hiện bằng mạng 3G di động, kể cả những dữ liệu mà mọi người sử dụng bằng phần mềm từ bên thứ ba như là Facebook hay là kể cả Google Chrome vân vân, nó cũng đều có thể tối ưu tốt và nén dữ liệu để đảm bảo sao cho chi phí sử dụng mạng dữ liệu 3G là thấp nhất. Camera là một tính năng không thể thiếu và vô cùng hữu ích trên những cái thiết bị di động, và càng ngày thì người ta càng quan tâm đến chất lượng ảnh hơn thay vì số chấm. Movistar là một nhà sản xuất mới và hãng cũng đã khá thông minh khi lựa chọn cho mình phần cứng camera đến từ nhà sản xuất Sony với cảm biến ảnh XMORS 13.0 megapixel kèm theo đèn flash kép trợ sáng có cường độ sáng mạnh hơn so với những loại flash LED đơn. Nhìn chung thì giao diện chụp ảnh của Movistar Prime 558 dựa trên nền tảng giao diện chụp ảnh của Android gốc với một số những chế độ chụp ảnh cơ bản như chụp ảnh chế độ thông thường, chế độ toàn cảnh, chế độ tự động làm đẹp khuôn mặt hay là chế độ chụp ảnh sống. Ở trong phần cài đặt sâu hơn một chút nữa thì chúng ta có thể tìm kiếm được thêm nhiều chế độ chụp ảnh hơn như là chụp ảnh ban đêm, hoàng hôn, chụp ảnh chân dung, và cũng kèm theo rất nhiều những bộ lọc màu có sẵn cũng như là những cái khung ảnh sẵn để người dùng có thể ghép ảnh. Chất lượng của ảnh cũng khá tốt trong điều kiện ban ngày, hình ảnh sắc nét và có chi tiết được thể hiện rõ ràng. Thỉnh thoảng thì hình ảnh có bị chênh sáng một chút khiến bị cháy hình, và với điều kiện ánh sáng ở trong nhà thì máy vẫn có thể thực hiện khá tốt. Có những bức ảnh chất lượng cao, tuy nhiên thì lúc này hình ảnh bắt đầu xuất hiện nhiễu và chất lượng hình ảnh có phần bị suy giảm nếu như chúng ta zoom lên đến 100%.
Trước đây rất nhiều hãng điện thoại đã từng có cuộc chạy đua số chấm cho camera sau và dường như lần này các hãng lại đang bước chân vào một cuộc chạy đua mới, đó là số chấm dành cho camera trước. Prime 558 thì rõ ràng cũng đang bị cuốn theo cái xu hướng này. Camera trước 5.0 megapixel là một độ phân giải lớn. Hiệu năng của máy thì Movistar vẫn trung thành sử dụng chip MediaTek 8 nhân, tương tự là sản phẩm Prime 508 đỉnh đám trước đây. Lần này máy chạy chip 8 nhân với xung nhịp 1.7GHz kèm theo bộ nhớ RAM 2GB cho điểm hiệu năng cũng khá cao, đạt ở mức trung bình chung với những cái mẫu máy cùng phân khúc giá với Prime 558. Chiếc 558 mình đang có trên tay nó hoạt động khá mượt mà và trơn tru, cùng là pin và nhiệt độ sử dụng của Prime 558. Nhờ thiết kế phần lớn làm từ kim loại nên Prime 558 tản nhiệt khá nhanh khi sử dụng các cái thao tác nặng. Máy sẽ ấm lên toàn bộ ở mặt lưng cũng như là khung viền và nhiệt độ thì không quá cao, chỉ hơi ấm một chút. Nhiệt độ thấp nhất mà mình đo được là 31 độ C và cao nhất khi máy ở chạy những cái tác vụ nặng cũng chỉ lên đến 34-35 độ C, không quá nóng đối với một thiết bị sử dụng khung viền kim loại. Vì thời lượng pin thì mẫu máy Prime 558 đã khắc phục được hoàn toàn những điểm về pin trước đây mà 508 gặp phải. Nó có viên pin lên đến 2900mAh, rất lớn, tương tự như là những cái mẫu máy fabless khác. Và trên sản phẩm Prime 558 và viên pin này cũng như là cấu hình sử dụng chip MediaTek khá tiết kiệm pin, khiến máy dễ dàng có thể sử dụng được tốt và đáp ứng nhu cầu của người dùng trong vòng một ngày. Và như vậy là mình đã vừa hoàn thành xong bài đánh giá chi tiết sản phẩm Movistar Prime 558. Hiện nay thì sản phẩm này là sản phẩm cao cấp nhất của Movistar. Nó cũng có thiết kế đột phá khác xa hoàn toàn những cái mẫu máy mà hãng từng làm, với khung viền kim loại sang trọng. Một cái điểm mà rất là hiếm thấy ở những mẫu máy cùng phân khúc giá với sản phẩm này. Hiệu năng của máy cũng khá tốt. Và trên hết là một cái màn hình với độ phân giải lên đến Full HD, bắt kịp được cái xu thế của những cái fabless hiện nay. Trong thị trường fabless thì cũng có rất nhiều mẫu máy xuất sắc, tuy nhiên thì hầu hết nó nằm ở cái phân khúc giá cao cấp. Và với mức giá tầm trung của mình thì thực sự Prime 558 cũng là một sản phẩm rất đáng lựa chọn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video đánh giá chi tiết sản phẩm Movistar Prime 558. Và các bạn cũng có thể theo dõi thêm những cái video đánh giá sản phẩm khác trên Net Channel. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.